Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ tổ chức cưỡng chế đối với 32 hộ gia đình có đất cây cối hoa màu trong khu công nghiệp Yên Mỹ. Khu công nghiệp Yên Mỹ có quy mô 280 ha. Quá trình giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trên địa bàn xã Tân Lập có 615 trên 663 hộ đã nhận tiền, tuy nhiên vẫn còn 48 trên 663 hộ gia đình chưa nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ trên. Đến nay đã có 16 trên 48 hộ đã nhận tiền, còn lại 32 hộ chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho việc đầu tư, làm chậm tiến độ hoàn thiện hạ tầng phát triển khu công nghiệp. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Yên Mỹ tổ chức cưỡng chế 32 hộ gia đình trên nhằm thu hồi đất phục vụ bàn giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm đúng tiến độ, tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh.